Starview Dawn Door này á, của LG á, nó đem đến một cái lợi ích, đó chính là có một điều thú vị mà khiến lúc nào cũng phải bước tới tủ lạnh này. Cấp cấp là mình có thể kiểm tra được đồ ăn trong ngày của mình có cái gì rồi, giảm thiểu được rất là nhiều cái độ mà thất thoát khí lạnh á, lên đến 41% luôn. Rất là thích Fresh Balancer, nó giữ được cho cái độ ẩm của trái cây cũng như là rau củ, nên thành ra là khiến cho rau lúc nào cũng tươi nguyên và rau củ tươi nguyên, không bao giờ bị héo. Với bé tủ lạnh này đã có công nghệ là Hygiene Fresh, đó là diệt vi khuẩn lên đến 99.999%, nên chúng ta sẽ không lo gì hết, mà chúng ta chỉ lo là giữ dáng thật đẹp, da thật khỏe, cơ thể lúc nào cũng tươi tắn.